Trực tiếp tham gia chiến dịch giải phóng Lộc Ninh năm 1972, trở về cuộc sống đời thường với những vết thương trên cơ thể, ông Bùi Đức Thu luôn tự dặn lòng, mình còn may mắn hơn những người đồng đội khác được bình an trở về sau giải phóng. Thời gian đã trôi qua, nhưng tình đồng chí, đồng đội trong ông thì vẫn vẹn tròn như trước. Tôi cũng rất là vinh hạnh được còn sống sót tới ngày nay, là đã đến thăm các đồng chí và thắp cho các đồng chí những nén nhang thơm để các đồng chí an tâm. Còn chúng tôi thì cũng được hạnh phúc là còn sống với gia đình vui vẻ, thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ đến thăm và thắp nhang cho các đồng chí đồng đội đã cùng với tôi chiến đấu trong cái thời gian mà chống Mỹ cứu nước. 50 năm về trước, trên chiến trường Lộc Ninh, Mỹ tăng cường đánh bom phá hoại, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đồng bào các dân tộc ở huyện Lộc Ninh đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đến nay rất nhiều anh hùng liệt sĩ vẫn vô danh nằm lại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Hàng ngày những người đồng chí, đồng đội lại tìm đến thắp nén nhang thơm, chăm sóc cho từng phần mộ như một sự tri ân với công lao đóng góp của các anh, những người anh hùng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Không quên được những cái đồng chí hiện nay đang còn nằm xuống mà hôm nay tôi thắp ba nén nhang. Thì tôi thấy đây là một cái sự, tức là coi như là cũng là mất mát đau thương. Nhưng mà riêng bản thân tôi rất may mắn được còn sống sót lại đây. Thế thì bây giờ là coi như là mãi mãi tôi tưởng nhớ đến những cái đồng chí hiện nay đã nằm xuống. Không bao giờ quên công ơn của các đồng chí. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh được xây dựng năm 1976 với diện tích khoảng 4.000 m2, là nơi an táng hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ, kế thừa những người đi trước. Các thế hệ lãnh đạo huyện Lộc Ninh đã nhiều lần trùng tu xây dựng. Nghĩa trang ngày nay đã có cảnh quan, không gian, nơi nhang khói cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ như một sự tri ân, thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã không tiếc máu xương, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.